Chào các chế. Hôm nay tiếp tục chương trình sản phẩm. Tôi xin giới thiệu sản phẩm huyết thanh đậm đặc dưỡng dài mi Evelyn 8 trong 1 các chế nhá. Của đây là của sản phẩm của hãng Evelyn. Thì đây là một sản phẩm được theo đường xách tay. Chúng ta sẽ thấy đây là sản phẩm được nguyên thùng Evelyn 30 tuyết. Đây, các chế xem các chỉ số này, hạn sử dụng tháng 4 2021 nhé. Sử dụng rất thoải mái. Đây là sản phẩm nguyên thùng, thì có thể thấy cái chỉ số cũng như số lô rồi phần này check trang web. Thì chúng ta biết đấy, thì dưỡng mi Evelyn ấy là sản phẩm cực kỳ nổi tiếng, dạo gần đây đã được nhiều người tin dùng bởi sự tiện lợi và hiệu quả mà nó mang lại. Nhưng với giá trị, giá thành lại cực kỳ hợp lý nhé. Với công dụng làm cong và dài mi tự nhiên, chỉ sau vài tuần sử dụng, các bạn sẽ thấy được công dụng của sản phẩm và sẽ dần dần sở hữu, chẳng cần phải đeo mi giả hay nhọc sức đi lối mi nữa. Đây, như vậy là tôi đã mở hộp ra sản phẩm các bạn nhé. Một thùng gồm 30 hộp của hãng Evelyn. 10 lốc các bạn nhé. Đây. Thì các bạn đã biết đấy nha, tôi có thể nói qua sản phẩm này là chiết xuất từ dầu argan và axit hyaluronic, giúp thẩm thấu sâu vào bên trong cấu trúc, giúp dưỡng mi tốt hơn. D-pentanol giúp củng cố lông mi từ gốc tới ngọn, dưỡng cho mi chuyên sâu hơn, cung cấp dưỡng chất giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làm mi mạnh khỏe, kích thích lông mi phát triển, tạo độ cong tự nhiên cho hàng mi của bạn, bảo vệ lông mi khỏi gãy rụng do sử dụng quá nhiều mascara trang điểm hay do thường xuyên dán mi các bạn nhé. Đây, đây sản phẩm gồm 3 chiếc, đây 8 trong 1 đây. Nó còn nuôi dưỡng từ trong gốc mi, giúp hàng mi luôn khỏe mạnh và bảo vệ lớp da vùng mi mắt, giúp da chân mi khỏe, giúp củng cố và cải thiện tình trạng lông mi cho 8 trường hợp, như tên gọi của nó, 8 trường hợp các bạn nhớ nhé. Đó là mi trong tình trạng yếu, giòn, không có độ bóng, ngắn, mỏng, nhạt màu, bị rụng gãy và mọc chậm. Đấy, tức là 8 trong 1. Thì sản phẩm dùng đơn giản thôi. Chúng ta dưỡng mi 2 lần một ngày, sáng và tối, bạn sẽ thấy hiệu quả sau 3 đến 4 tuần sử dụng. Chúng ta nó được thiết kế như một cây chuốt ấy. Thì chuốt tất đều cả hàng mi từ trong ra ngoài, từ gốc đến ngọn các bạn nhé. Rồi, vậy tôi đã nói qua về sản phẩm. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn chi tiết và nói về sản phẩm. Đây, sản phẩm đề 8 trong 1. Sau đây tôi sẽ bóc sản phẩm ra. Đây, sản phẩm 3 hộp bó vào thì có in thêm phần mã vạch. Đây các bạn, sản phẩm 3 trong 1 này, chuốt mi dài. Sản phẩm rất đẹp và chế này, rất nhỏ gọn và bé, ta có thể bỏ vào trong túi giáp sách của chị em. Đây, chúng ta nhìn qua sản phẩm 8 trong 1, đây là 8 công dụng này các chế này, từ 1 đến 8 này. Rất rõ ràng và sắc nét nhé các chế nhé. Đây mã vạch này, hạn sử dụng sản phẩm này có dán thêm một tờ giấy riêng ở đây này. Đây là các tiếng này, Uzbekistan, Kazakhstan này. Đây là xuất đi các nước, đây là chỉ số nhé, ghi rất rõ ràng ký hiệu các nước. Rồi, đây là các bạn, đây là một tờ giấy. Đây, đây là một tờ giấy, các bạn thấy đấy, đây là in các thứ tiếng các bạn nhìn này, Poland chứ, đây là Ba Lan này, England này, Pháp này, Đức này, vân vân, Serbia. Rồi đây, đằng sau đây là các nước khác. Vâng, như vậy là sản phẩm là hãng Evelyn làm rất chu đáo các bạn nhé. Là sản phẩm này xuất đi rất nhiều nước, do vậy là một luôn như này. Đây thì trên tay tôi đây là sản phẩm chuột mì
dài 8 trong 1 của hãng Evelyn các chế nhá. Rồi thì tôi đây cây của nó đây 10 ml yeah. Nó tương đương gần 10 ml đây. Cái chế nhìn này rất rõ này. Để tôi lấy nét. Đây. 10 ml. Sản phẩm được làm rất đẹp. Mặc dù bé nhưng đây là sản phẩm rất đẹp. Tôi thử mở lắp hộp ra nhé. Đây. Tôi mở lắp hộp ra, xoay nhẹ này. Ta chế nhìn này. Đây. Ta chế nha. Chúng ta nó như một cái tăm bông chúng ta chuốt chuốt chuốt. Vậy là sản phẩm rất đảm bảo ta chế nhé. Rồi ta lại đóng lại. Rồi. Sau đây tôi sẽ ai check sản phẩm thật nhanh ta chế nhé. Trước tiên là chúng ta sẽ đánh cái dãy số của đây, chúng ta đánh dãy số này vào 59 01 017 59. Chúng ta đánh này 59 số này hơi bé 0 1 7 6 1 9 0 9 9 8 2. Rồi đây các bạn nhìn nhé, tôi sẽ tìm hẳn một trang web của nước ngoài đây bán trên cả eBay các bạn nhé. Như vậy là nguồn gốc sản phẩm rất đảm bảo đây. Vậy sản phẩm rất đảm bảo về nguồn gốc các bạn nhé. Rồi. Rồi. Như vậy là hôm nay tôi đã mở hộp xong sản phẩm dài mi và 8 trong 1, không phải sản phẩm dài mi mà là sản phẩm 8 trong 1 của Evelyn chuyên về cho lông mi. Các bạn xong xem video nhớ đăng ký kênh, chia sẻ video và đăng ký fanpage ủng hộ cho shop để shop làm các video tốt hơn. Chào các chế, cảm ơn các chế đã xem video.